Hello mọi người, Lan Anh đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay thì Lan Anh sẽ làm một cái video haul đồ Tết. Thật ra thì Lan không biết là năm nay có đi ăn Tết được hay không, bởi vì tình hình dịch thì các bạn cũng biết rồi đó. Nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua đợt dịch này. Và một điều là Lan Anh đã mua quá nhiều trước khi dịch, cho nên là Lan Anh vẫn làm video này để chia sẻ với mọi người những món mà Lan Anh mua trong mùa Tết này nha. Lát nữa thì Lan Anh sẽ có try on cho mọi người nữa, cho nên mọi người yên tâm. Đó là hai bịch đồ mà Lan Anh đã mua, đa số đến từ local brand. Thiết kế Lan không nhớ Lan Anh mua cái gì nữa, cho nên là mình sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên như các bạn cũng đã thấy, bên này má nó hơi hồng hơn bên này đúng không? Đầu tiên đó thì chắc các bạn cũng đã thấy trong những cái video trước của Lan Anh là Lan Anh có mua hai bộ áo dài. Mấy năm trước thì Lan Anh mặc áo dài của xéo sọ form suông, năm nay thì Lan Anh mặc áo dài form ôm, tại vì không có mặc suông nữa, của McGon. Đây, bộ này thì nó sẽ phồng ở phần vai và nó sẽ khá là ôm ở phần eo. Lan Anh mặc size S, cả hai cái luôn, một cái màu hồng và một cái màu đỏ. Năm nay gia đình Lan Anh mặc màu hồng với màu đỏ, cho nên là Lan Anh mua hai cái để coi mùng 1 mình có muốn mặc màu nào hơn thì mình mặc. Thì cái áo dài này á, là vải in luôn, tức là mặc con kiểu mua nguyên một cái khúc vải về rồi thiết kế cái họa tiết ở trên này và in lên trên đó. Là anh biết cái vải này á, thì cái vải này khá là đắt, nó xước xước như thế này đó, các bạn có thể thấy là nó xước xước như vậy nè, thì mặt nó sẽ không có dễ bị xước vải như xéo sọ, mà cái form nó cũng khá là chắc chắn hơn. Và cái họa tiết in ở trên này cũng khá là đẹp, khá là cổ điển và khá là đắt nữa. Và cái form nó lên người rất là đẹp luôn. Cái này thì là 3 triệu một áo, không có quần, nên phải mua quần thêm. Đây là cái quần, Lan Anh có sẵn một cái quần kem ở nhà, cho nên Lan Anh mua thêm một cái quần màu be. Đây, một cái quần CS nữa. Mấy cái quần này thì không có túi ha. Cái quần thì có giá 900.000, 899. Là hai bộ đầu tiên. Tiếp theo là một brand đến từ một chị beauty blogger, các bạn cũng biết đó chính là chị Linh Trương, The Make a Holiday. Đây là Lan Anh có gót. Mới đầu Lan mua hai cái áo, một cái Lan mua cho mẹ tại vì có size L, size bự các bạn yên tâm, và một cái áo cho Lan Anh thì Lan mặc size S. Lan không biết tại sao hiện tại Lan Anh lại xuống size S rồi, trộm vía. Đây là cái áo mà Lan Anh mua nè, cái này nằm trong bộ sưu tập mới. Mới đầu thì Lan Anh định mua màu trắng, giờ thấy nhiều màu trắng quá rồi cho nên Lan mua qua màu nâu. Cái này nó hơi bèo một chút xíu, đó là phải ủi, thì Lan Anh sẽ mặc lên thử cho mọi người coi. Vải này thì mới đầu Lan Anh tưởng nó sẽ mỏng hơn một chút xíu, nhưng mà không, cái này thì nó hơi dày với lại nó hơi cứng. Mặc lên thì nó sẽ đứng form mà nó sẽ hơi phồng lên nữa. Có một cái điểm mà Lan không thích cái áo này đó, đó chính là cái cổ của nó hơi nhiều bèo. Tức là Lan Anh chỉ muốn nó một chút xíu ở đây thôi là đẹp, còn cái này thì nó hơi nhiều, cho nên là bạn nào mà vai hơi to nó sẽ phồng ra nữa, nó sẽ khá là mập. Tiếp theo cái này thì Lan Anh được chị Linh gửi tặng. Cái này là một cái đầm ở trong bộ sưu tập mới luôn. Đây, cái này cảm giác thì Lan Anh mặc vô Lan Anh thấy khá là ngắn, cho nên là những bạn nào mà cao trên 1m6 chắc chắn là sẽ ngắn. Và cái cổ này được một cái là tuy là deep V nhưng mà nó lại không hở, nó ôm sát ngực luôn, chứ là nó không phải là bị banh hở ra quá, nó không hở luôn á, tức là nó kiểu như là nó vừa kín vừa hở, rất là đẹp luôn á. Đây cái áo này, cái form này thì cũng Lan thấy nó cũng lạ. Cái này ở đằng sau là thun cho nên là nó sẽ free size, nó không có size, và nó có một cái khóa ở bên hông để mình có thể mặc vào một cách dễ hơn. Vải này là vải von cát thì phải có họa tiết, và Lan Anh thấy á, là cái vải này nó cũng khá là bồng bềnh, không bị mỏng quá. Tuy là nó cũng xuyên thấu nhưng mà kiểu như nó không phải xuyên thấu mỏng dánh như là các shop bán đồ Quảng Châu đó. Tiếp theo có một set mà Lan Anh vừa mới mua ngày hôm qua đến từ Wephobia, là một brand mà bán vest và váy blazer rất đẹp mà đắt. Đây, bộ đồ có một chiếc váy tennis, trời ơi xinh xinh xinh. Cái này thì Lan Anh mặc size M, Wephobia thì có size XS với M, size L có thể đặt. Nói chung là Wephobia Lan Anh thấy á, là vải rất đẹp, rất là đứng form, may form nào ra form đó luôn, mà nó hơi công sở và nó hơi high fashion một chút, cho nên là nó không có thân thiện lắm với lại những bạn nào mà kiểu thích bèo nhèo á. Cái này thì nó chuyên về công sở và nó hơi chuyên nghiệp. Đây là cái áo blazer nè, rất là nặng, vải rất là chắc và form may rất là đứng luôn á. Những cái blazer mà Lan Anh mặc mà các bạn hay direct hỏi Lan Anh đó thì đều đến từ Wephobia hết. Đó, cái này là form oversize. Cái này có hai size XS với S, thì Lan Anh mua size S cho, tại vì cái vai của Lan Anh nó hơi to, size S thì vai mới vừa. Cái váy thì 1.450.000 và có một cái nốt dặn là sẽ giặt như thế nào, thì cái này gọi là giặt khô, phải mang ra ngoài rồi. Blazer thì 2.450.000, tức là một set này sẽ có giá 3.900.000. Đắt. Tiếp theo là một brand của ở ngoài Hà Nội là Etro Gang. Thì lại không biết cái này là đồ thiết kế hay là đồ các bạn nhập về, nhưng mà Lan Anh nhớ là Lan Anh mua cái này để Lan Anh đi Đà Lạt tháng 2. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì Lan Anh không biết là có còn đi được nữa hay không, so và cứ bóc ra cho mình thử cho mình coi thôi, thì dù gì cũng đâu có trả được. Ow. Ủa, cái áo này có voan, oh my god, quá. Mới đầu nhìn ở trên hình thì nó khác lắm. Ủa, sao nó ngứa quá vậy? Cái này thì Lan Anh không biết luôn, tại vì nó không có gắn tag, nó chỉ có cái tag giấy thôi chứ nó không có mạc. Ủa, nó có voan đó mọi người. Này có một cái lớp voan mỏng. Đó. Áo hoa thì Lan thấy cũng ok la, vải thun nhúng. Cái này thì Lan sẽ sợ cái hình cho mọi người coi, mà Lan nghĩ là sắp sẽ vừa thôi. Cái áo này 430.000 và một chiếc váy. Cái này chắc là nghĩ là nhập rồi, ừ không có tag luôn. Một chiếc váy dài midi, vải này là vải nhung gân. Là không biết Lan diễn tả vải thì các mọi người có thể hiểu được, cho nên Lan sẽ để cho mọi người coi. Cái này thì nó cũng mỏng chứ nó không phải là kiểu hai mặt đều nhung hết bị nóng. Cái này là 460.000. Cái này thì mình thấy hơi bó giò một chút, tuy là nó sẽ tôn được cái eo á, nhưng mà cái phần tay của mình bị chật. Chỗ này nó rộng rộng là cho mình dễ thở nè. Có túi nhiều mình đông lắm. Váy đến từ The 19 Club. Đây là một cái shop khá là nổi tiếng ở Hà Nội. Mình đã mua một cái đầm tại hôm bữa Shopee sale và Lan thấy khá là hợp với lại gọi là gì? Style của Lan Anh. Cùng cái chất vải thì khá là đẹp. Thơm quá. Là một cái mùi nước hoa rất là quen. Nó rất là dài. Thường thì Lan Anh rất là thích các local brand, tại vì Lan cảm thấy như là cái trình độ may mặc ở Việt Nam rất là tốt, cho nên Lan hạn chế mua đồ nhập Quảng Châu lắm, bởi vì Lan cái vải nó không đẹp mà đường may nó cũng không chắc chắn cho lắm. Nên Lan sẽ mặc thử cái này. Cái này thì chắc mặc đi cưới hoặc đi tiệc hả? Thường đi cưới thì Lan sẽ không mặc đồ trắng đâu, tại vì cô dâu đã mặc đồ trắng rồi, mình còn mặc đồ trắng thì kỳ lắm. Mặc cái này giống biết là xấu mà. Tiếp theo là một chiếc áo đến từ brand của chị Minh Trang là cái brand đó là Dear Em. Thì đã thấy cái áo này xinh quá cho nên là Lan Anh đã mua. Đây là một cái áo sơ mi ren tay phòng và có kết hợp với lại một chút lining ở phần này. Cái lining thì Lan Anh thấy nó không mềm, mà các loại vải lining Lan Anh đã từng mặc. Lan có một cái áo lining của Wephobia rất là mềm nhưng mà ủi hoài không thẳng. Cái này thì 490.000 á, rất là xinh. Để Lan Anh mặc thử xem sao. Đây là một shop của ở Sài Gòn và nó thiết kế là Fleur Studio. Đây là một cái blazer màu đen. Đây. Thì Lan cũng có một cái blazer màu đen rồi. Lan tưởng cái vải này nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ voan hơn nhưng mà không, cái này thì nó hơi quần tây á. Cái vải này là cái vải may quần tây á. Mà lên áo thì Lan Anh sẽ mặc thử xem sao nha. Thì cái áo cuối cùng mà Lan Anh mua cũng ở Fleur là một cái áo kiểu bèo đúng như thế này. Cái này mới đầu nhìn nó là tưởng phải lụa bóng nhưng mà cái lụa này nó hơi nóng và nó hơi cứng á mọi người. Nó không có được mềm mại và uyển chuyển rũ cho lắm. Là những gì mà Lan Anh mua trong haul lần này.